Đập Tam Hiệp, những con số lột tả sự thật khủng khiếp. Đập Tam Hiệp của Trung Quốc là công trình gây nhiều tranh cãi, không chỉ ở nước này mà cả trong khu vực và trên thế giới. Quy mô khổng lồ. Được làm bằng thép và bê tông, đập Tam Hiệp dài hơn 2,3 km và cao 183 m. Để xây con đập này, các kỹ sư cần đến 510.000 tấn thép. Nếu so sánh với lượng thép khổng lồ này, người ta có thể xây được tới 60 tháp Eiffel của Pháp. Mặc dù một số người tuyên bố đập Tam Hiệp có thể quan sát từ vũ trụ, nhưng thực tế không phải như vậy. Tuy nhiên, phải thừa nhận quy mô của công trình này rất lớn và hiện nó vẫn là con đập thủy điện lớn nhất thế giới. Chi phí khủng. Ước tính tổng chi phí xây dựng đập Tam Hiệp vào khoảng 25 tỷ đô, nhưng một số ý kiến chỉ ra rằng con số này phải lên đến 37 tỷ đô. Dự án đã gặp nhiều trở ngại vì vốn quá lớn, chưa kể đến hàng trăm thị trấn và làng mạc đã bị biến mất. 3 mục đích chính. Đập Tam Hiệp cung cấp năng lượng cho hàng triệu người, sử dụng 34 máy phát cực lớn. Nó tương đương với một nhà máy điện đốt 25 triệu tấn dầu thô hoặc 50 triệu tấn than, phục vụ 3 mục đích chính: kiểm soát lũ lụt, sản xuất điện và cải thiện giao thông. Kiểm soát lũ. Lũ lụt theo mùa lâu nay vẫn là nỗi sợ của nhiều người dân sinh sống dọc bờ Dương Tử. Đây là con sông dài thứ 3 trên thế giới, ngoằn ngoèo uốn lượn với 6.357 km khắp châu Á. Đập Tam Hiệp giúp điều tiết nước sông, góp phần bảo vệ hàng triệu ngôi nhà và sinh mạng ở hạ lưu cùng các thành phố trọng yếu sát cạnh như Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải. Công trình thậm chí được cho là có khả năng làm chậm vòng quay của trái đất vì khối lượng nước dự trữ trong hồ vô cùng lớn. Ô nhiễm nước. Theo nhiều ước tính, 70% lượng nước ngọt của Trung Quốc bị ô nhiễm và con đập càng làm cho vấn đề này trở nên tồi tệ hơn. Đập được xây dựng trên đỉnh của các cơ sở xử lý chất thải cũ cùng hoạt động khai mỏ. Mỗi năm, có khoảng 265 triệu ga lông nước thải thô bị lắng xuống dòng sông Dương Tử. Cuộc di cư khổng lồ. Khi dự án được xây dựng, 1,2 triệu người đã buộc phải tái định cư hoặc tìm nơi ở mới. Hiện nay, chính phủ Trung Quốc vẫn đang di dời người dân ra khỏi khu vực và dự kiến sẽ chuyển đi thêm hàng trăm nghìn người nữa trong những năm tới đây. Trì hoãn ngay từ khi khởi công. Ban đầu, đập được dự kiến hoàn thành vào năm 2008. Thế nhưng tình trạng đội chi phí, quan ngại về môi trường, nạn tham nhũng và những vấn đề tái định cư khiến dự án bị chậm. Với nhiều người dân địa phương, công trình khổng lồ này gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích. Tác động môi trường. Khu vực xung quanh đập Tam Hiệp là nơi cư trú và sinh sống của 6.400 loài thực vật, 300 loài cá và hơn 500 loài động vật có xương sống trên cạn. Công trình thủy điện này không chỉ ảnh hưởng đến nhiều loài kể trên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường sinh sống của chúng. Tình trạng xói mòn của hồ chứa đã gây ra nhiều trận lở đất, đập lớn đến mức đã tạo ra một vi khí hậu đe dọa đến hệ sinh thái của cả khu vực.